Xin chào các bạn, sau đây là bài chia sẻ kinh nghiệm cách làm logo Gian TV trên phần mềm Loop Title. Như các bạn thấy trên màn hình, đây là logo Gian TV đang quay chạy hoàn toàn real time trên phần mềm Loop Title. Để làm được cái logo này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị những thao tác sau. Trước tiên các bạn cần một cái phần mềm là Voltray của phần mềm của Loop Title cung cấp. Thì để tìm được phần mềm này, các bạn vào menu Help. Sau đó các bạn sử dụng User Guide. Thì trước đây các bạn làm rất là khó khăn là chúng ta phải dùng Illustrator. Sau đó chúng ta vẽ vector trên Illustrator. Sau đó chúng ta sẽ qua một số những cái thao tác chuyển đổi rất mất thời gian. Nhưng bây giờ có cái phần mềm Procreate này rồi thì các bạn chuyển đổi rất là dễ dàng. Thì Loop Title cũng cung cấp cho chúng ta. Bằng cách là chúng ta vào User Guide. Thì như các bạn thấy ở đây, nó sẽ tự động chạy vào trang web của Loop Title trên Hot Local, là cái có sẵn ở trong máy tính. Sau đó các bạn kích vào phần EPS Layer. Thì khi kích vào đây, các bạn sẽ thấy nó có cái câu lệnh để cho chúng ta đỡ quên những câu lệnh này. Đây là những cái câu lệnh để chúng ta chuyển cái định dạng cái file bitmap sang cái định dạng EPS để có thể import vào được phần mềm Loop Title. Để có được cái phần mềm Voltray thì các bạn chỉ việc kích vào Peter Voltray ở đây. Sau đó chương trình sẽ chuyển qua phần mềm thì các bạn kéo xuống. Nếu các bạn sử dụng Win 64-bit thì chúng ta có thể đào cái bản 64-bit. Còn nếu mà sử dụng 32 chúng ta đào bản 32. Sau khi các bạn đào về thì trên desktop của các bạn thì các bạn có thể là đưa vào ổ cứng của mình trực tiếp trên ổ C để chúng ta sẽ gõ câu lệnh cho nó dễ. Ở đây tôi sẽ copy ổ C và phần mềm Voltray tôi sẽ bung nén ra. Sau khi các bạn có phần mềm rồi thì chúng ta tiến hành vào Google, chúng ta search logo. Sau đó các bạn chuyển qua phần hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn cái ảnh nào mà to nhất, chúng ta có thể là chọn cái ảnh đó. Thay vì việc các bạn phải dùng Illustrator để vẽ lại, chúng ta sẽ chọn ảnh lớn lớn một chút. Đây là ảnh, sau đó chúng ta sẽ copy cái ảnh này, copy in mây. Và các bạn sử dụng Photoshop, chúng ta new một cái file mới và đúng kích thước đó và chúng ta chọn edit, chọn paste. Thì như các bạn thấy đây là chúng ta sẽ có logo Gian TV màu cam. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng Voltray để chạy thành EPS thì chúng ta phải sử dụng màu đen trắng. Ở đây các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn muốn chất lượng cao thì các bạn phải mở cái file kích thước lớn hơn. Thì chúng ta có thể vào file chọn new, sau đó chúng ta chọn là 192080 để chúng ta làm cái chất lượng cao nhất. Cái thứ hai nữa, nếu các bạn muốn đường viền nó đẹp thì các bạn sử dụng Illustrator để vẽ theo các cái đường viền này, vẽ lại. Bởi vì khi các bạn để ảnh như này mà chúng ta chuyển về đen trắng thì cái đường viền nó không được sắc nét. Chính vì vậy các bạn sử dụng Illustrator vẽ, sau đó chúng ta xây lại ra cái dạng bitmap thì nó sẽ chuẩn hơn. Như vậy là ở đây tôi sẽ sử dụng một số cái thao tác chỉnh màu bằng cách vào InMay. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một số cái thao tác ở Adjustment. Chúng ta chọn Hue Saturation. Chúng ta sẽ chuyển cái Saturation về đen trắng. Sau đó các bạn lại vào InMay Adjustment, chúng ta chọn là Level. Chúng ta sẽ đưa về màu đen. Các bạn để ý cái đường viền màu đen này nó sẽ chám vào như này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nét, cho nên các bạn phải tăng sáng lên. Để làm sao các bạn chỉ thấy cái đường viền màu đen và màu trắng thôi, nó không bị lem nhem thì là ok. Đây là tôi làm thao tác nhanh thôi, chứ nếu các bạn muốn chất lượng chúng ta lên vẽ bằng Illustrator. Sau khi xong các bạn chọn file, chọn save as. Và chúng ta chọn định dạng là bitmap. Và chúng ta sẽ lưu trực tiếp trên ổ C trong Voltray. Ở đây có logo là Gian TV rồi. Ví dụ tôi xây đè lên. Ok, các bạn chọn 32 bit và chọn ok. Sau khi xong thì lúc này các bạn phải nhớ câu lệnh. Nếu các bạn không nhớ câu lệnh thì chúng ta phải vào menu Help và tương tự chọn User Guide. Sau đó chọn EPS Layer. Và các bạn sẽ copy câu lệnh này. Copy. Và sau đó ở menu Start các bạn chọn Run.
Ở menu Start các bạn chọn Run. Thì đây là cái câu lệnh để chúng ta thực thi những câu lệnh ở Dot. Các bạn xóa hết đi và sau đó kích phải chuột chọn Paste. Menu Start nhé các bạn, kích vào menu Start sau đó chọn Run hay chạy. Sau đó ở đây các bạn để ý chúng ta phải theo đúng cái đường dẫn mà chúng ta để. Ví dụ chúng ta để ổ C đúng không? Thì các bạn C 2 chấm gạch sau ổ J. Ở đây nó phân biệt cả chữ hoa, chữ thường. Nên các bạn để ý một chút là cái thư mục của chúng ta là ổ J viết hoa. Thì các bạn phải viết hoa phần đầu. Xong, xuộc, gạch chéo, các bạn copy cái tên này. Bởi vì bên trong các bạn thấy có một cái vụ j.exe là application. Các bạn copy cái này, paste vào đây. .exe, các bạn nhớ là .exe nhé. Đấy, chúng ta có đường dẫn là c vụ j, vụ j và vụ j viết thường. .exe trừ c trừ q trừ a 0.7. Sau đó tương tự chúng ta chỉ đến đường dẫn mà chúng ta để cái file logo. Thì tương tự các bạn có thể copy đường dẫn này. Như vậy là chúng ta sẽ đổi cái tên này thành logo là Gian TV đúng không ạ? Ở đây phân biệt chữ thường và chữ hoa. Nên các bạn có thể là tắt cái chế độ là High Extension for No File Type. Thì các bạn có thể là tắt cái chế độ này đi, nó sẽ hiển thị cái đuôi cho các bạn. Hoặc các bạn sẽ đổi tên bitmap thường, nhưng thường thì chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta copy cả cái tên đó. Sau đó chúng ta paste nó ra, run. Như vậy sau khi các bạn thực hiện câu lệnh này xong, các bạn chỉ việc ấn OK. Chương trình sẽ tự động thực thi và tạo ra cho các bạn một cái là logo Gian logo.eps. Như vậy là file này các bạn phải copy vào cái thư mục hiện thực thi của các bạn. Sau khi xong chúng ta khởi động phần mềm Group Title. Ở đây tôi sẽ new một cái show mới. Sau đó tôi sẽ tắt xóa cái lớp là Group Title chữ này đi. Và các bạn sẽ sử dụng bằng cách là vào Layer, chọn Add Layer và chọn EPS. Bây giờ chúng ta sẽ vào C trong Project và Gian Logo chúng ta vừa xuất là Export sang cái định dạng, Convert sang định dạng này các bạn Open. Thì đây là cái logo mà chúng ta vừa chơi theo. Các bạn như bạn thấy cái đường viền nó sẽ không được sắc nét, bởi vì chúng ta chơi từ cái file bitmap. Thì chúng ta nên vẽ từ Illustrator ra cái định dạng lớn thì nó chơi sẽ đẹp hơn. Sau khi xong bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho cái Gian TV này. Trước tiên thì chúng ta tạo một cái nền phía dưới bằng cách sao là các bạn sẽ kích vào phần Add Picture Layer. Sau đó các bạn ở Photoshop các bạn nhớ tạo một cái file hình ảnh. Ở đây các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ tạo một cái file hình ảnh là chúng ta tạo một background thôi. Các bạn dùng Garden, các bạn sẽ tạo một cái hình tròn M. Sau đó vào trong Group Title các bạn Add Picture để chúng ta tạo một cái nền phía dưới. Sau khi xong các bạn chọn Rotation, chúng ta quay góc 90 độ. Sau đó dùng Position chúng ta kéo xuống dưới. Lúc này các bạn chưa nhìn thấy gì bởi vì cái ánh sáng. Bây giờ chúng ta kích vào phần layer chọn Point Light và các bạn đưa ánh sáng lên một chút. Chúng ta đưa lên cao thì chúng ta sẽ thấy được cái đường phía dưới. Và ở phần Point Light các bạn có thể là tăng cái giá trị là Light Intensity để chúng ta tạo ánh sáng mạnh, ánh sáng nhẹ. Và chúng ta có thể tăng cái Shadow lên để chúng ta sẽ thấy cái bóng. Chọn layer là background JPEG, các bạn chọn size, các bạn sẽ tăng cái giá trị của cái background này cho nó rộng ra thì các bạn sẽ thấy cái đường bóng đằng sau. Như vậy thì cái phần logo thì các bạn có thể là di chuyển bằng cách chúng ta di chuyển lên đằng trước bằng cách tăng cái giá trị trục Z thì các bạn sẽ thấy bóng của Gian TV sẽ đưa xuống cái mặt nền của cái picture. Như vậy thì chúng ta có thể thử rotation, chúng ta sẽ thấy bóng. Thì cái bóng này ảnh hưởng bởi các bạn di chuyển cái ánh sáng point line này. Thì cái point line này các bạn có thể là di chuyển lên xuống để làm sao được cái bóng phù hợp nhất. Ở đây bóng cho phép các bạn blur, nhưng blur chỉ trường hợp khi nào chúng ta xuất, chúng ta hạn blur, bởi vì khi các bạn blur như này nó sẽ rất là nặng trong cái quá trình chúng ta tạo hiệu ứng.
Sau khi xong, các bạn có thể là tạo cái chất liệu cho nó bằng cách là chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn là reflection map. Các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái reflection giống chất liệu metal đúng không ạ, kim loại. Sau đó các bạn ấy kích vào đây để tạo một đường viền, là chúng ta chọn là strain. Các bạn có thể chọn là gold để nó có cái chất chất liệu vàng. Như các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái gold map đúng không ạ. Và đây thì các bạn cũng tương tự cái gold map này thì các bạn có thể là đổi cái chất liệu khác bằng cách là chúng ta sẽ chọn cái phần phía dưới, chọn media chuyên tích texture và các bạn chọn select picture. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng những cái chất liệu có sẵn của group title. Ở đây có một cái chất liệu cũ thì các bạn có thể sử dụng cái chất liệu này để tạo cái đường viền. Và ở phần layer các bạn chọn epic reflection để chúng ta di chuyển cái đường đường ánh sáng nào mà đẹp nhất của cái texture đó. Tương tự mặt đằng trước các bạn cũng vậy, các bạn có thể là vào media chuyên texture select, các bạn chọn một cái chất liệu màu vàng và các bạn cũng chọn reflection rotation. Ok. Và đường viền này thì các bạn có thể dùng bevel để các bạn tạo cái độ dày của cái đường viền, hoặc các bạn có thể sử dụng cái phần trục z này để các bạn đánh giá trị là -2. Thì khi các bạn -2 thì các bạn sẽ thấy nó có một cái đường viền ở đây, nó sẽ đưa vào 2, thì như vậy các bạn sẽ nhìn nó rõ. Còn nếu các bạn sẽ thấy ở phần ngang này các bạn tăng lên giá trị 1 thì nó sẽ dày, không mà trừ thì nó sẽ đưa vào. Như vậy là chúng ta có cái logo Gian TV. Và ở đây các bạn có thể là tạo các cái ánh sáng chất liệu như thế nào đó, hoặc là chúng ta sẽ tạo một cái particle bằng cách là kích vào đây. Các bạn chọn cái Sparker 2. Sau đó ở cái phần Sparker 2 này các bạn có thể là train cái texture của nó bằng cách là chọn một cái ánh sáng bất kỳ nào đó, nó sẽ tạo ra đây. Và ở phần particle size các bạn sẽ giảm cái size nó xuống. Như vậy là các bạn được vẽ xong cái logo Gian TV rất là đơn giản. Và ở đây các bạn có thể tạo chuyển động bằng cách là tạo ghi điểm đầu và điểm cuối quay 360 độ. Và tất nhiên các bạn có thể là kích vào duration để tăng cái giá trị. Switch. Thì như vậy logo của bạn sẽ quay mềm hơn. Như vậy là các bạn làm xong được logo Gian TV. Từ những cái kiến thức cơ bản này thì các bạn có thể là phát triển tạo những cái logo đẹp hơn từ chất liệu, từ ánh sáng sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Chúc các bạn thành công.